rồi bà? Trên 30 năm rồi. Trên 30 năm rồi. Cái này là tự bà làm hết đúng không ạ? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 82. Ui, 82. Ngon chưa? Bà tự đi chợ, tự lo tự làm. À dạ. Bà còn đi chợ được luôn. Bà đi chợ, chứ giờ bà đâu có ai phụ đâu. Cháu bà nằm bệnh viện bữa giờ chưa vậy? Nằm bệnh viện 2 tháng rồi. Có mình bà. Bà bán mình bà. Nhà bà đâu? Nhà bà bên bệnh viện. Từ bên bà chiếu bà đi qua đây. Bà đi bằng cái gì? Xe máy. Thì bà con bà bán đá xong một khi 10 giờ về chở bà qua đây. Sao mà bà lại bán ở chỗ cái này mà không phải bên bà chiếu ta? Tại đó nhà hàng bên này người ta kêu chỗ này trống mà bán hết, kêu bà qua đây bán đi với bên bà chiếu ở đây ăn lắm. Bên này tao biết gì. Bao nhiêu tiền một chén này thì bán? 2 đồng. Ngon nhỉ? Còn thật mà. Đây là những nguyên liệu bà tự tay đi. Sáng mấy giờ bà đi chợ về bà ơi? 4 giờ khuya. 4 giờ sáng đã đi chợ chợ rồi để tự tay mua đồ rồi. Cái này ạ. Cái này em phát trên kênh ẩm thực của em. Kênh em kênh gì? Food Travel ạ. Food Travel. Yeah. Áo không? Có ạ. Ít thôi bà. Cho con một chén luôn nha bà, 2 chén. Một ngày bà bán được khoảng bao nhiêu chén bà? À, không có biết, ngày bán chừng 20 ký à. 20 ký? Ồ, thế là nhiều ấy chứ bà nhỉ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 82. 82. Mấy đứa nó lại đây nó quay bà hoài đi chứ mà ở nhà bà hoài, bà không có cho quay nữa. Sao vậy bà? Đứng sau quay ta lại đông rồi bà bán không có tiền của mình bà. Với, bà dễ thương quá. Với bà buồn, nhà có người bệnh vậy đó bà buồn. À. Nhỏ, cháu nhỏ, như là nó bị xe đụng á. Có gãy xương chậu á chị. Bao nhiêu tuổi? 4 lần. Bao nhiêu tuổi? 23 tuổi. Cháu gái cháu trai? Cháu gái. Chi phí lên tới 80 mấy triệu rồi đó. Nhưng mà không ai lo hay sao? Ai lo? Bà lo không? Tại ba mẹ em cũng nghèo. Bán nước đá đó. Thì hồi qua mở mới ra tầm 10 giờ à. Mở 3 lần. Thành ra bà buồn mà không cho tụi nó quay. Và nó để tới lúc nào vui hay đợi lại. Mở một ngày luôn. Hôm thứ tư, thứ năm mới ra. Thôi bà cho mọi người quay đi để mọi người quảng cáo cho bà đông khách để bà có tiền chữa trị cho cháu. Đông khách mà bán không kịp đi ngay đường hẻm. Bây giờ bà lại còn phải lo thêm cho cháu trong bệnh viện nữa. À, bán đây là chiều rồi là 7 giờ đi vô đó. Dọn dẹp rồi là đi vô. Đi vô thăm 9 giờ người ta đuổi ra đó mình về. Rồi bà sáng là bà đi lấy hàng. À, đi lấy hàng về làm. Chứ giờ cái bệnh tình trạng nó không có nghỉ mấy ngày. Tình trạng nó lâu quá rồi phải bán kiếm tiền. Chứ giờ ở nhà mà đi vô chẳng cũng phí nữa. Thôi là ở nhà rồi đi bán. Con chẳng nuôi. Rồi bán này được bao nhiêu năm rồi bà? 30 năm rồi. 30 năm rồi. 30 năm rồi là chỉ là hai cái nồi này hay là trước đây nồi to hơn bà? Cũng vậy à. Tức là trước giờ bà bán cố định là một số lượng như vậy thôi. Ngon hơn. Nhìn như con mực ấy.